Quý cô bác, anh chị thân mến, mình được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động giới tử vi bàng hoàng về con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Từ mai đến hết tháng, cầu thấu trời xanh, lạy đến chân Phật, trời Phật linh thiêng, công bằng ban lộc. Chính vì thế con giáp này tiền về tấp nập, đổi đời nhanh như gió. Quý vị và các bạn Bính Ngọ thân mến, Minh Đường Tử Vi thấy rằng, Bính Ngọ sinh năm 1966, có thể nghĩ lại chút về quá khứ không ạ? Khi mà chúng ta ngẫm lại xíu về những điều mình đã lỡ dở, mỗi chúng ta ở đây chắc hẳn là ai cũng có những ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, có đúng không ạ? Thế nhưng mà trong cái cuộc sống bộn bề này chẳng như là mơ, bởi vì mỗi người có mỗi một số phận, chẳng ai giống ai. Có người được số mệnh phú quý mà sinh ra đã mang kiếp giàu sang, có kẻ đón người đưa, ở nhà lầu, đi xe sang. Thế nhưng mà ai rồi cũng có những người dù cố gắng đến bao nhiêu cũng chẳng thể ngóc đầu lên được. Cuộc sống vẫn mãi nghèo khổ, bần hèn, thậm chí là còn nợ nần chồng chất. Biết đâu có một ngày nào đó, thì thần tài sẽ gõ cửa mà ban cho may mắn, mà bất ngờ đổi vận chỉ sau một đêm. Và trong lá số tử vi ngày hôm nay, chúng tôi, Minh Đường Tử Vi xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung giới tử vi bàng hoàng về con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Từ mai đến hết tháng cầu thấu trời xanh, lạy đến chân Phật, trời Phật linh thiêng, công bằng ban lộc. Chính vì thế con giáp này tiền về tấp nập, đổi đời nhanh như gió. Và để thuận buồm xuôi gió, thì quý vị và các bạn Bính Ngọ sinh năm 1966 cần xem qua về cảnh báo hiểm họa tiềm ẩn trong vận trình tử vi từ mai đến hết tháng nhé. Nhưng quý vị sẽ vượt qua hết thôi, ở đây là nhờ được trời Phật thương xót. Thầy tử vi dự đoán, chủ mệnh chắc chắn sẽ có cơ hội đổi đời trông thấy, mà chưa từng có ai tiết lộ, và chỉ cần tránh hiểm họa này, ắt nhận cơn sóng tiền, cánh cổng phát tài mở ra, phát tài rạng rỡ trong tháng tư âm này. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là luận giải chi tiết về nội dung giới tử vi bàn hoàng về con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Từ mai đến hết tháng cầu thấu trời xanh, lạy đến chân Phật, trời Phật linh thiêng, công bằng, ban lộc. Chính vì thế con giáp này tiền về tấp nập, đổi đời nhanh như gió. Quý vị và các bạn Bính Ngọ thân mến, nhiệm vụ trong một kiếp nhân sinh của Bính Ngọ 1966 đó là không phải là chịu đựng và chỉ biết sống một cách mờ nhạt. Nhiệm vụ của Bính Ngọ là có một đời rực rỡ, mà sống với những nhiệt huyết cống hiến bền bỉ trong khả năng của bản thân, có một chút lòng nhân, có một chút lòng trắc ẩn, vui một xíu, cười lên một tẹo, và làm tất cả mọi thứ với một cá tính, một phong thái, một cái chất riêng biệt của bản thân mình. Có câu nói rằng, thế giới này nó không chỉ có mỗi nắng và cầu vồng, mà nó có những thời khắc tăm tối, có những phút giây mỏi mệt, nó sẽ tìm cách hạ gục Bính Ngọ, khiến Bính Ngọ phải quỳ xuống dưới. Những gánh nặng đan xen, không có gì ngạc nhiên về việc cuộc đời sẽ vất vả đôi khi, và lắm lúc Bính Ngọ sẽ chán nản đến cùng cực. Vấn đề không phải là cuộc đời hành Bính Ngọ đến mức nào, vấn đề là ở chỗ cách Bính Ngọ lựa chọn đối diện với mọi khó khăn. Thời điểm Bính Ngọ lựa chọn kiên cường và thời khắc Bính Ngọ duy trì bản tâm để tiếp tục hiên ngang bước về phía trước. Bính Ngọ 1966, Minh Đường Tử Vi thấy rằng, chủ mệnh là người thường có tư duy mẫn tiệp, tính tình rộng mở. Bính Ngọ dễ đón nhận các tư tưởng mới chứ không cố chấp đi theo lối mòn cũ. Sự thành công từ tuổi này đến từ tính cách dễ thích ứng, ở tròn thì tròn, mà ở ống thì dài. Nếu là nhà tạo mẫu, Bính Ngọ sẽ là nhà tạo mẫu bắt kịp xu hướng thời trang sớm nhất. Nếu là dân kinh doanh, Bính Ngọ sẽ là con buôn nắm bắt các sản phẩm gây tiếng vang tốt nhất.
Nếu là dân văn phòng, thì Bính Ngọ sẽ là người tinh thông các câu chuyện bên lề về các sếp nhanh nhất. Nhìn chung, sự dễ thích ứng của Bính Ngọ để họ không bao giờ lỗi mốt và luôn theo kịp thời đại trong xu thế hiện tại, đi đầu đã là thắng cuộc. Ở một điểm nào đó, hành nội chi mã con ngựa hay nghi vấn về hướng đi mình lựa chọn. Đây cũng chính là con ngựa tài lộc đủ đầy, nhưng cá tính nóng nảy, cố chấp, bảo thủ, cần chú trọng tự kiểm điểm thì mới dễ thăng tiến, thành công. Trong chủ mệnh của Bính Ngọ tiềm ẩn hai nhược điểm lớn, cản trở họ đến với thành công là sự nóng vội nhanh và nóng nhanh lạnh cáu đấy, rồi lại quên đi ngay khi sự việc lụi đi. Vấn đề là rất ít, Bính Ngọ sẽ nhận ra nhược điểm này trong tính tình của mình, và diễn biến của tính cách này sẽ là sự cả thèm chóng chán mà vô tình rất dễ bỏ ngang việc khi kết quả không được như ý muốn. Bính Ngọ cũng là người dễ bực tức khi tốc độ hoàn thành công việc của người khác không kịp đáp ứng kịp tốc độ của bản thân mình. Làm việc có nhiều tài năng tiềm ẩn, dễ bắt kịp với nhiều đường đi khác nhau của cuộc sống. Điều này sẽ khiến Bính Ngọ do dự và khó đưa ra các sự lựa chọn đúng. Vậy nên, nửa đời đầu của Bính Ngọ thường vòng vo, không rõ mục đích. Tuy nhiên, người tuổi này chỉ cần chọn đúng đường và kiên trì theo hướng đi đấy, thì thành công sẽ đến rất nhanh, hầu như không thể cản phá. Trong thế giới nội tâm, thì Bính Ngọ là người khó đoán, chủ mệnh của họ là người khéo khen người khác. Dễ nó nói những lời hay ý đẹp để làm vừa lòng, nhưng không phải nịnh bợ thô thiển. Vậy cho nên, Bính Ngọ có rất nhiều bạn bè hòa đồng và vui vẻ, nhưng tri kỷ và tâm giao thì rất ít. Đôi khi gặp những chuyện, Bính Ngọ sẽ chỉ biết ôm hận một mình mà không biết kể lể cùng ai. Tính cách nóng nảy của Bính Ngọ cũng sẽ đem đến sự thị phi không đáng có. Tuy nhiên, đừng phán xét Bính Ngọ quá nhiều. Rất ít người tuổi này có tính cách thâm trầm và nham hiểm, đơn giản là vì họ ứng với câu thằng như ruột ngựa, khó chịu là bộc lộ luôn ra mặt. Xem luận giải tử vi thấy rằng, cuộc đời của người tuổi Bính Ngọ bắt đầu ổn định từ trung vận, công việc được nhiều suôn sẻ, thuận lợi. Những người tuổi này sẽ vất vả nhiều về gia đạo và con cháu, sang đến hậu vận mới được thành thơi hưởng phúc. Xem tử vi từ mai đến hết tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Bính Ngọ thấy rằng, vận trình của người tuổi Bính Ngọ trong tháng 4 này có tốt có xấu, trong cái tốt vẫn tiềm tàng nguy cơ. Vậy nên, Bính Ngọ làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, tránh hành động theo cảm tính, kẻo có thể gặp phải rắc rối bất ngờ trong phương diện sự nghiệp và dưới sự nâng đỡ của tam hội. Chính vì thế Bính Ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, mọi người sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết, nên công việc nào cũng tiến triển suôn sẻ ngoài dự kiến. Tuy nhiên khi mà gặt hái được thành công, Bính Ngọ vẫn cần khiêm tốn, biết mình, biết ta, chớ nên khoe khoang, tự phụ mà gặp rắc rối khôn lường. Chuyện làm ăn cũng có những tiến triển khá tích cực, Bính Ngọ chăm chỉ, cần mẫn làm việc ngay cả khi mọi người xung quanh muốn nghỉ ngơi, hưởng thụ, cho nên đồng tiền cũng chảy về túi nhiều hơn. Thời điểm này, chủ mệnh sẽ có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác triển vọng hoặc là mở rộng quy mô kinh doanh. Bính Ngọ lúc này cần chuẩn bị sẵn các yếu tố nhân lực, vật lực để nắm bắt bất cứ lúc nào. Phương diện tình cảm thì có Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh. Bính Ngọ dễ nhận được sự chú ý hoặc lời bày tỏ làm quen từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, Bính Ngọ lúc này vẫn cần thận trọng trong việc đưa ra các quyết định, tránh để mình vướng vào những mối quan hệ phức tạp. Tóm lại, trong thời điểm từ mai đến tháng 4 âm lịch năm 2024, thì vận trình của tuổi Bính Ngọ có tốt có xấu, cần phải cẩn trọng và tránh hành động theo cảm tính. Bính Ngọ xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, công việc tiến triển suôn sẻ, nhưng cần khiêm tốn và biết mình biết ta. Chuyện làm ăn chắc chắn sẽ có những tiến triển tích cực nhờ sự chăm chỉ, cần mẫn của Bính Ngọ. Về tình cảm, Bính Ngọ dễ nhận được sự chú ý và lời bày tỏ làm quen nhưng cần thận trọng trong việc đưa ra quyết định. Quý vị đang xem nội dung Giới Tử Vi Bàng Hoàng về con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 từ mai đến hết tháng cầu thấu trời xanh, lạy đến chân Phật, trời Phật linh thiêng, công bằng ban lộc. Chính vì thế con giáp này tiền về tấp nập, đổi đời nhanh như gió. Và tiếp theo chương trình, Minh Đường Tử Vi xin gửi đến quý vị và các bạn bài luận giải tử vi chi tiết cho hai tuần còn lại trong tháng 4 âm lịch năm 2024 như sau. Quý vị hãy chú ý xem kỹ video để biết được vận trình của mình và đừng bỏ lỡ bất cứ thông tin quan trọng nào để có kế hoạch cho thời điểm này. Đầu tiên sẽ là tử vi tuần thứ 3 tháng 4 âm lịch như sau. Xem tử vi tuần thứ 3 trong tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp theo âm lịch nhận thấy rằng phương diện sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ có những thuận lợi và khó khăn nhất định khi bước sang tuần mới. Những tín hiệu tích cực đến với Bính Ngọ sau một quá trình nỗ lực và theo đuổi mục tiêu bền bỉ, nhưng vận trình trong cát tảng hung.
Bên cạnh đó, vẫn còn những biến động khó lường mà Bính Ngọ không thể chủ quan. Cụ thể, thì tuần này Bính Ngọ được Nguyệt Lệnh Đế Vượng phù trợ, quả là một sự hậu thuẫn không hề nhỏ. Thêm vào đó, phù cát tinh nhập mệnh thời gian này, Bính Ngọ còn có thể được quý nhân dìu dắt từng đường đi, nước bước đều sẽ thêm phần chắc chắn, đầu óc mở mang, Bính Ngọ đưa ra nhiều ý tưởng mới. Thời gian này cũng khá xông xáo, làm việc bằng hết khả năng, Bính Ngọ cũng sẽ có những quyết định khá táo bạo, nhưng hứa hẹn đưa sự nghiệp lên tầm cao mới. Đây có thể coi là một bước đi mạo hiểm của Bính Ngọ, nhưng Bính Ngọ sẵn sàng đánh cược và chấp nhận đánh đổi để hướng tới những mục tiêu xa hơn. Thật may vì kết quả đạt được rất khả quan, ít nhất là bước đầu đã chứng tỏ Bính Ngọ đi đúng hướng, các kế hoạch để ra đều có khả năng được phê chuẩn để tiến hành ngay. Qua đó, thì Bính Ngọ sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao. Lúc này, chủ mệnh hãy coi đó là nguồn động lực để tiến xa hơn nữa nhé, mà chưa hài lòng với những thành công bước đầu này. Tuy nhiên, thiên cầu hung tinh rình rập cho thấy, điềm báo có tiểu nhân quấy phá, thành công của Bính Ngọ đang bị dòm ngó, rất có thể sẽ phải chịu những ấm ức, bất công không ngờ tới. Dường như những bước tiến thuận lợi của Bính Ngọ trong thời gian này vô tình biến Bính Ngọ trở thành cái gai trong mắt những kẻ ganh ghét, bụng dạ hẹp hòi. Do đó, chủ mệnh làm gì thì cũng nên khiêm nhường, chứ đừng thể hiện quá mức rồi mà lại biến bản thân thành kẻ ngạo mạn, khoe mẻ, tự mang họa vào thân. Nhìn chung, đây sẽ là một tuần mà cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau. Nếu đủ bản lĩnh vượt qua thì Bính Ngọ sẽ gặt hái thành quả tương xứng. Tử vi tài lộc tuần thứ 3 tháng 4 năm 2024 của tuổi Bính Ngọ cho thấy, con giáp này gặp những khó khăn nhất định trong việc kiếm tiền. Cho dù Bính Ngọ vẫn có cơ hội làm giàu, nhưng nguy cơ mất tiền mất của cũng luôn hiện hữu. Tuần này Bính Ngọ bị kiếp tài cản trở, tiền của được nhiều mà mất cũng nhiều, lại thêm thiên cầu đe dọa, tiểu nhân thường xuyên quấy phá hoặc giở trò cạnh tranh không lành mạnh, Nguyệt Lệnh Đế Vượng xuất hiện giúp việc buôn bán, kinh doanh có lãi, thậm chí nhiều thời điểm lợi nhuận đổ về ào ào khiến Bính Ngọ choáng ngợp. Tuy nhiên cũng chính thế mà Bính Ngọ có phần suy nghĩ quá mức lý tưởng, nhất là khi thấy người khác kiếm tiền ngon ăn, Bính Ngọ 1966 ngay lập tức nhảy vào làm theo, thiếu thực tế, tự suy nghĩ cho đến cách làm, cho nên khả năng thất bại là khá cao. Làm giàu chưa bao giờ là việc dễ dàng, Bính Ngọ lúc này nên thay đổi suy nghĩ của mình, hãy cố gắng trang bị thêm kiến thức cho mình, đặc biệt là trong đầu tư kinh doanh, kinh nghiệm xương máu sẽ giúp Bính Ngọ tránh rơi vào tình trạng thua lỗ, khó kiểm soát. Ngoài ra, tuổi Ngọ cũng cần phải đề phòng kẻo dính dáng tới kiện cáo, luật pháp trong khoảng thời gian này, đừng tham lam lợi lộc mà tìm cơ lợi, khả năng bị tóm là khá lớn, lúc đó, người thì trong vòng lao lý, mà tiền bạc có kiếm được bao nhiêu cũng chẳng được mang theo. Nhờ ngũ hành tương sinh độ mệnh, chuyện tình cảm của Bính Ngọ trong tuần thứ 3 tháng 4 âm khá bình ổn, đặc biệt những mối quan hệ tình cảm thân thiết sẽ càng được nâng cao ở thời điểm này. Khi chủ mệnh tìm được sự an ủi, động viên từ người thân, bạn bè, người yêu hay vợ chồng trong những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Sức khỏe của tuổi Bính Ngọ trong tuần thứ 3 này dù không quá xấu nhưng cũng không tốt cho lắm, chủ yếu do Bính Ngọ xuất hiện tình trạng lao lực bởi công việc bận rộn. Tóm lại, tử vi tuần 3 tháng 4 âm lịch của tuổi Bính Ngọ có những thuận lợi và khó khăn nhất định trong sự nghiệp. Bính Ngọ được Nguyệt Lệnh Đế Vượng phù trợ, có quý nhân dìu dắt, đưa ra nhiều ý tưởng mới, quyết định táo bạo, đưa sự nghiệp lên tầm cao mới. Tuy nhiên, thiên cầu hung tinh rình rập, tiểu nhân dòm ngó, Bính Ngọ nên khiêm nhường, tránh khoe mẻ kẻo tự mang họa vào thân. Tài lộc của Bính Ngọ gặp khó khăn, tiền vào nhiều nhưng cũng mất nhiều, nên cẩn thận kẻo dính dáng đến kiện cáo, luật pháp. Chuyện tình cảm của Bính Ngọ trong tuần này khá bình ổn, được người thân, bạn bè, người yêu động viên, an ủi. Sức khỏe của Bính Ngọ không quá xấu nhưng cũng không tốt, chủ yếu do lao lực. Và quý nhân là Sửu và Dần, tiểu nhân là Tỵ và Mão. Màu sắc may mắn là đen và đỏ. Con số may mắn là 34, 58, 67. Cuối cùng là tử vi tuần thứ 4 tháng 4 âm lịch như sau. Xem luận giải về tử vi tuần cuối cùng của tháng 4 năm 2024 thấy rõ rằng tuổi Bính Ngọ 1966 theo âm lịch thì con giáp này may mắn được cả lục hợp thái tuế lẫn nguyệt lệnh lâm quan xuất hiện, kịp thời hỗ trợ cho nên vận khí khá vượng, đặc biệt ở phương diện công danh, sự nghiệp, công việc dễ có sự đồng hành của quý nhân, đánh đâu thắng đó, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến thành công. Điều quan trọng là chủ mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội hội tuột khỏi tầm tay.
lại thêm cả cát tinh thái dương nhập cục, con giáp này có thể nhận được nhiều sự hỗ trợ từ vận trình vượng vận khí của mình. Nhiều cát tinh vây quanh, gánh nặng trên vai chủ mệnh được giảm bớt đáng kể, không còn tình trạng mất phương hướng nữa, chủ mệnh tìm lại được sự hứng khởi, nhiệt tình, xông xáo trong công việc. Thời điểm này, tinh thần làm việc ngày càng hăng say, sức sáng tạo nhiệt tình sẽ mang lại cho Bính Ngọ những thành công bất ngờ. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bỏ cuộc giữa chừng, chắc chắn Bính Ngọ sẽ gặt hái thành quả tốt. Sự chủ động trong tuần cuối cùng của tháng 4 âm này sẽ giúp Bính Ngọ gây được ấn tượng tốt với quý nhân, cũng như cấp trên. Đừng sợ mình không làm được, chỉ cần Bính Ngọ muốn thì có rất nhiều cách. Hãy cứ tự tin vào năng lực và những kinh nghiệm bản thân đã tích lũy được, và đừng ngại xin ý kiến hay sự trợ giúp từ những người đi trước, giàu kinh nghiệm. Nhìn chung, công việc cứ tiến hành theo kế hoạch thì không gặp phải trở ngại gì. Vận khí đang đương lên, Bính Ngọ lúc này cần tích cực vươn lên, chủ động nắm bắt cơ hội tốt. Chỉ cần chủ mệnh cầu tiến, cần mẫn trong công việc, mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của Bính Ngọ. Đặc biệt, với những người có ý định khởi nghiệp hay bắt đầu một công việc mới, chủ mệnh nhờ được quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn hiện thực hóa lý tưởng của mình. Xông xáo, tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỷ lệ thành công cũng rất cao. Dù vậy, Bính Ngọ vẫn cần lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội kẻo khiến vận may tan biến, sẽ rất dễ hỏng việc. Hãy tranh thủ cơ hội thể hiện bản thân và sự ủng hộ của mọi người. Đồng thời là nếu được người khác hỗ trợ, đừng quên tỏ thái độ trân trọng sự giúp đỡ ấy. Theo dõi tử vi tuần cuối của tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, không chỉ công việc, phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ cũng hứa hẹn có sự biến động theo chiều hướng có lợi cho Bính Ngọ. Việc kiếm tiền, tăng thêm thu nhập khá suôn sẻ, tiền của tích lũy được cũng nhiều hơn, nguồn thu nhập chính vẫn phải dựa vào chính tài. Điều đó cho thấy tuần cuối này chính tài có phần nhỉnh hơn thứ tài do công danh sự nghiệp của người làm công việc cố định có nhiều sự khởi sắc. Việc mà kinh doanh túc túc vẫn có khoản thu về đều đặn, song muốn phát tài lớn thì vẫn chưa phải thời cơ. Dù vậy, với những người coi kinh doanh là nguồn kiếm cơm chính, Bính Ngọ lúc này nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Thời điểm này, Minh Đường Tử Vi thấy chuyện buôn bán cực kỳ thuận lợi, chính vì thế, chủ mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình. Kinh doanh buôn bán cần phải xông xáo đi xa, tìm hiểu thị trường sẽ rất có lợi cho Bính Ngọ trong giai đoạn này. Lục hợp cũng giúp Bính Ngọ mở rộng một số mối quan hệ xã giao tốt cho việc hợp tác làm ăn, nhưng vì lòng người đa đoan khó đoán, Bính Ngọ vẫn nên thận trọng khi kết giao, nên tỉnh táo để tránh bị lừa gạt. Dù chủ mệnh đang làm trong lĩnh vực nào, cũng nên tự chủ chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vừa vào túi đã ra ngay. Theo tử vi tuần cuối tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch thì đường tình duyên của người tuổi Bính Ngọ có sự thay đổi tích cực, hứa hẹn những trải nghiệm thú vị lãng mạn. Về phương diện sức khỏe, thể trạng của người tuổi Bính Ngọ trong tuần cuối tháng 4 năm 2024 âm lịch được dự báo có nhiều chuyển biến tích cực, không phát sinh vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tóm lại, tử vi tuần cuối tháng 4 âm lịch của tuổi Bính Ngọ 1966 sẽ có được lục hợp thái tuế và nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ, vận khí vượng, công danh sự nghiệp dễ thành công. Nhờ các tinh thái dương nhập cục, Bính Ngọ có quý nhân phù trợ, tinh thần làm việc hăng say, sáng tạo, gặt hái nhiều thành công. Vận trình tài lộc cũng khởi sắc, kiếm tiền dễ dàng, tích lũy nhiều, nên tranh thủ đầu tư, mở rộng kinh doanh. Đường tình duyên có nhiều trải nghiệm thú vị, lãng mạn, sức khỏe chuyển biến tích cực, không có vấn đề nghiêm trọng. Và quý nhân là tuổi Dậu, tiểu nhân là tuổi Thân. Màu sắc may mắn tím và hồng. Con số may mắn là 46, 23, 30, 79. Quý vị và các bạn thân mến, Minh Đường Tử Vi thấy rằng ngày sinh cũng là một yếu tố quan trọng hàng đầu và nó có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của một người. Ngày sinh tốt góp phần tạo nên lá số tử vi cát lợi, hứa hẹn số phận may mắn và tốt lành, và cụ thể những ngày sinh đại cát của người tuổi Ngọ là ngày nào và những ngày sinh khác ẩn chứa bí mật gì về vận thế của con giáp này. Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tham khảo những ngày sinh đại cát nhất của con giáp này nhé. Người tuổi Ngọ sinh ngày mùng 2 âm lịch, tuy không nhận được sự trợ giúp từ cha mẹ và gia đình, nhưng lại có quý nhân vận cực kỳ tốt, thường xuyên có bạn bè che chở và ủng hộ, nên vững bước thành công trong sự nghiệp rộng rãi. Người tuổi Ngọ có tài khố chủ về nắm vững tài chính, có khả năng quản lý tài sản đắc tài đắc lộc, dư giả, giàu có, vận may lâu dài, một đời không lo cơm áo, gạo tiền. Người tuổi Ngọ sinh ngày mùng 9 âm lịch,
thông minh, lanh lợi, có năng lực và tài nghệ nổi trội, đặc biệt là tài văn chương, nếu tiến công theo con đường học vấn, chắc chắn sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Người tuổi Ngọ sinh ngày mùng 10 âm lịch, đa tài, đa nghệ, nổi tiếng vang danh, sự nghiệp mỹ mãn, hài lòng, không có gì phải nghĩ ngợi, thành tựu và dấu ấn cuộc đời khiến người khác ngưỡng mộ. Người tuổi Ngọ sinh ngày 13 âm lịch, tướng mạo đoan chính, tính cách thành thật và tốt bụng, làm việc kiên trì, chăm chỉ, được tín nhiệm giao trọng trách lớn và có nhiều thành công. Người tuổi Ngọ sinh ngày 14 âm lịch, thân thể khỏe mạnh, tính cách ôn hòa, nhã nhặn, coi trọng đạo lý, giữ chữ tín, sự nghiệp hanh thông, có chức có quyền, chủ mệnh về lãnh đạo và dẫn dắt. Người tuổi Ngọ sinh ngày 19 âm lịch, thông minh, sáng giả, là nhân tài xuất chúng, có sự nghiệp vang dội, thành công hiền đạt, danh tiếng lan xa. Người tuổi Ngọ sinh ngày 20 âm lịch, mệnh mang phúc tướng, tràn đầy quý khí, cuộc đời toàn vẹn, không có một điểm nào cần nghĩ ngợi, lo lắng. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung giới tử vi bàng hoàng về con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 từ mai đến hết tháng, cầu thấu trời xanh, lại đến chân Phật, trời Phật linh thiêng công bằng ban lộc. Chính vì thế con giáp này tiền về tấp nập đổi đời nhanh như gió từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nếu có chỗ nào không phải mong quý vị và các bạn thông cảm, hoan hỷ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý vị và các bạn Bính Ngọ sinh năm 1966 thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng, tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất. Hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên những thông tin trong video này, chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý vị và các bạn chỉ mang tính chất tham khảo, giúp quý vị và các bạn lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý vị và các bạn Bính Ngọ sinh năm 1966 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại quý vị và các bạn.